đại quân xe tăng Đức Quốc đã sắp sửa tấn công vào Moscow. Toàn bộ thành phố Moscow đều rơi vào trạng thái giới nghiêm. Phi công quân đội Nga, Nikolai và đồng đội Sulatze nhận lệnh tiêu hủy cánh quân xe tăng của quân đội Đức. Lúc này, xe tăng của phần tử Đức Quốc xã bị hủy. Phần tử Đức Quốc xã bên trong xe tăng đã bị lửa bén vào trên quần áo, nên vội vàng nhảy ra bên ngoài. Sau một trận công kích, Nikolai ngân nga ca khúc khải hoàn. Nhưng chính vào giây tiếp theo, là máy bay chiến đấu Messerschmitt của Đức. Sau khi bị tấn công, tay súng ở khoang phía sau lớn tiếng gọi phi công đang ngồi ở buồng lái. Khi không thấy có phản hồi, tay súng lấy hết sức đập mạnh vào buồng lái. Nhưng anh ta không thể ngờ rằng phi công đã bị trúng đạn tử vong. Bây giờ trên máy bay đã không còn phi công nữa. Tay súng đó chỉ có thể tuyệt vọng chờ đợi được chết cùng với đồng đội của mình. Chính vào lúc Sulatze đang tấn công mãnh liệt vào máy bay của quân Đức, thì súng máy đột nhiên bị kẹt đạn. Khi nhìn thấy phần tử Đức Quốc xã sắp bay tới, thay vì ngồi chờ chết, chi bằng lấy súng ngắn ra liều một phen. Hành động này đã trực tiếp khiến cho phần tử Đức Quốc xã cảm thấy buồn cười. Chính vào lúc phần tử Đức Quốc xã chuẩn bị tấn công, Nikolai trực tiếp lao xuống phút chốc né tránh được bọn chúng, bay tới phía sau lưng bọn chúng và phản công lại. Rất nhanh một chiếc máy bay của phần tử Đức Quốc xã đã bị bắn trúng. Chính vào lúc Sulatze khen ngợi Nikolai đã có màn biểu diễn tuyệt vời, thì đột nhiên chiếc máy bay chiến đấu đã bị bọn phần tử Đức Quốc xã bắn lén. Trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một chiếc máy bay chiến đấu đang bắn về phía họ. Nikolai nhìn thấy đồng hồ chỉ số xăng trên bàn điều khiển, kim chỉ số đang từ từ hạ xuống. Xăng trong thùng xăng đã bị rò rỉ nghiêm trọng. Nikolai nói rằng thùng xăng đã bị bắn trúng, chúng ta chỉ có thể hạ cánh khẩn cấp. Và dưới mặt đất là khu vực kiểm soát của quân đội Đức. Quân đội Đức đang chấn giữ dưới mặt đất đã nhìn thấy chiến cơ của quân đội Nga bay tới, vội vàng điều chỉnh nòng súng của súng cao xạ hướng về phía chiến cơ. Anh ta bằng kỹ thuật điêu luyện của mình, không ngừng né tránh đạn pháo của quân đội Đức. Nòng pháo bám theo. Cho dù kỹ thuật lái máy bay của anh ta quá xuất sắc, nhưng không thể địch lại sự tấn công như vũ bão từ dưới mặt đất. Một quả đạn pháo của quân Đức bắn lên trúng vào một bên cánh máy bay. Chiến cơ phút chốc mất đi thăng bằng bắt đầu rung lắc dữ dội. Thùng xăng của máy bay vẫn không ngừng rò rỉ xăng ra ngoài. Quân Đức nhìn thấy mục tiêu sau khi bị bắn trúng, nhanh chóng điều động tất cả mọi người chuẩn bị đi chạy tới bắt sống phi công. Và bây giờ Nikolai không những sắp đối diện với quân Đức dưới mặt đất, mà ngay cả ở phía sau, chiến cơ của quân Đức cũng đang bám sát phía sau. Trong một cục diện khẩn cấp như thế, Nikolai đã tìm ra được một bãi đất trống. Cuối cùng bị một thân cây cao to cản lại nên chiếc máy bay mới dừng lại. Sulatze vội nhảy ra khỏi khoang máy bay, đi về phía buồng lái gọi dậy phi công Nikolai. Nikolai nói chúng ta phải đốt cháy chiếc máy bay này, nhưng quân đội Đức đã đuổi theo họ sát nút, nhanh chóng đi vào trong khu rừng. Nikolai bận rộn trong việc đốt cháy chiếc máy bay. Sulatze tìm được vỏ đạn bị kẹt khi nãy, còn chưa kịp đợi họ nghỉ ngơi, thì Sulatze phát hiện quân đội Đức đã tới khu vực xung quanh. Nikolai nhanh chóng nằm xuống. Sulatze một lần nữa cầm lấy súng máy hướng thẳng về phía quân Đức mà nã đạn. Bọn chúng nhanh chóng đưa tới pháo kích để tiến hành bắn phá về phía hai người. Trong giây phút quan trọng thì súng máy của Sulatze hết đạn. Nikolai bảo Sulatze yểm trợ cho anh ta. Bản thân anh ta thì chạy tới một hướng khác của chiến cơ, sử dụng bom khói để che mắt. Đối diện với cục diện địch mạnh ta yếu, hai người chỉ có thể chọn cách rút lui. Chính vào lúc họ chạy trốn về phía khu rừng, một quả đạn pháo đã rơi xuống ngay bên cạnh Nikolai. Sulatze cõng theo Nikolai trên lưng tiếp tục chạy về phía khu rừng. Một lượng lớn quân đội Đức đã tiến sát tới gần. Sulatze đã đặt Nikolai lên trên tảng băng ngay bờ sông. Anh ta dùng gậy lấy hết sức để chọc thủng đường biên của tảng băng. Rất nhanh Nikolai nằm trên tảng băng, đã thuận theo dòng nước mà trôi đi. Còn Sulatze chọn cách ở lại một mình để chiến đấu tới cùng với bọn chúng. Và khi Nikolai một lần nữa tỉnh lại, thì xung quanh đã không còn thấy bóng dáng của đồng đội Sulatze nữa. Anh ta nhanh chóng nghe thấy được tiếng động cơ xe mô tô. Có hai tên lính Đức Quốc xã cưỡi trên chiếc xe ba bánh chạy tới bên bờ sông. Bọn chúng cũng đã nhanh chóng phát hiện ra Nikolai. Anh ta vội nhảy xuống dòng nước bên dưới và bơi vào bờ. Quân Đức trên bờ lập tức hướng về phía Nikolai mà nã đạn. Một trong hai tên phần tử Đức Quốc xã nói, chúng ta đi báo cáo lại với trung vệ. Hắn ta không thể chạy nhanh được đâu. Nikolai dựa vào một gốc cây, chân của anh ta đã bị trúng đạn. Buổi tối, anh đốt một ngọn lửa trại để sưởi ấm. Sau khi xử lý đơn giản vết thương của mình, anh ta lấy tấm bản đồ ra xem để tìm đường về nước. Sáng sớm, Nikolai bước lên lớp tuyết dày tới đầu gối để tiếp tục thẳng tiến.
Trên đường đi, nếu đói rồi, cũng chỉ có thể đào những quả dại ở dưới lớp tuyết lên để ăn. Khi khát, anh ta sẽ tìm một khe hở nhỏ trên các khúc gỗ, đặt chút tuyết vào trong đó và ném lên đó một hòn đá đã bị đốt nóng. Sau vài thao tác thì mới có nước nóng để uống. Buổi tối tiếp tục thắp một ngọn lửa trại để nằm nghỉ. Tuy nhiên buổi tối trong rừng không an toàn như trong tưởng tượng của chúng ta. Dường như anh ta đã nghe thấy được động tĩnh gì đó ở khu vực xung quanh. Anh ta đứng bật dậy quan sát xung quanh. Đột nhiên một con sói hoang lao thẳng tới, trực tiếp đẩy ngã Nikolai. Xung quanh vẫn còn vài con sói chưa chạy tới. Nikolai lấy hết sức để đẩy con sói vào đống lửa, nhờ thế mới khiến cho con sói bỏ chạy. Nikolai cầm khẩu súng ngắn để bắn về phía bầy sói để dọa những con sói còn lại. Sáng sớm Nikolai tiếp tục lên đường. Không ngờ là lại có 3 con sói đang chuẩn bị tấn công anh. Sau khi chạy vào trong rừng, bầy sói cũng đuổi theo phía sau. Nikolai lăn từ trên dốc xuống, rồi lại đứng dậy tiếp tục chạy. Khi bầy sói sắp sửa đuổi kịp Nikolai, anh ta lấy khẩu súng ngắn ra chuẩn bị bắn để hù dọa bầy sói. Nhưng khi anh ta nhìn về phía đối diện, một đám lính Đức Quốc xã đã trấn giữ ở khu vực xung quanh. Nếu bây giờ nổ súng thì chắc chắn sẽ để lộ vị trí. Trong giây phút quan trọng, quân đội Đức vì muốn bắn hạ máy bay kẻ địch nên đã nổ súng trước. Tiếng đạn quá lớn khiến cho bầy sói hoảng sợ bỏ chạy. Một tên lính Đức vì quá sợ hãi nên đã trực tiếp trốn vào vị trí phía đối diện với Nikolai. Khi tên lính Đức quốc xã nhìn vào Nikolai, thì Nikolai đã dùng súng hướng thẳng về phía tên lính Đức. Sau cuộc tập kích, khi quân Đức kiểm tra thi thể của những người lính đã hy sinh trong trận chiến, sĩ quan Đức quốc xã kỹ tính, phát hiện ra trên thi thể có vết thương gây ra từ đạn của khẩu súng ngắn, nên đã suy đoán phi công mà những ngày này họ đang truy đuổi đang ở khu vực gần đây. Nikolai bây giờ thật sự là quá đói rồi. Nhìn thấy con cá bị đông cứng trong tảng băng bên bờ sông, anh ta đã trực tiếp bắt nó lên và bỏ vào miệng ăn. Và như thế bất giác thời gian đã đi tới ngày thứ 10, chống cây gậy gỗ để tiếp tục tiến về trước. Trong rừng, anh ta một lần nữa bắt gặp bầy sói hoang. Nikolai không ngừng lùi lại về phía sau. Bầy sói hoang từ từ tiến tới gần. Nikolai đột nhiên rơi xuống một cái bẫy. Rất may các khúc gỗ nhọn bên dưới chỉ xuyên qua quần áo. Anh ta nhặt lấy những cành cây khô dưới đất, nhóm lên ngọn lửa trại để sưởi ấm. Vài con sói hoang ở bên ngoài lúc này đã đói lắm rồi, cũng đang tấn công lẫn nhau. Chính vào lúc anh ta đang nghỉ ngơi, thì một con sói hoang đột nhiên nhảy xuống, cắn thật chặt vào Nikolai không chịu buông ra. Trong giây phút quan trọng, Nikolai nhặt lấy các khúc gỗ nhọn đang cắm dưới đất, phút chốc đã hạ gục được con sói hoang. Khung cảnh thay đổi, đợi tới khi anh ta tỉnh lại, thì anh ta đã nằm trong chiếc xe đẩy của một thợ săn ở gần đó. Toàn thân anh ta đều được phủ đầy rơm khô. Thợ săn nói với Nikolai rằng hãy nằm yên đừng cử động, cũng đừng rút súng ra. Nếu muốn sống sót thì đừng nên cử động. Vừa đi tới ngôi làng thì nhìn thấy phía đối diện có 2 tên lính Đức quốc xã. Liệu bọn lính Đức quốc xã có phát hiện ra Nikolai hay không? Chúng ta tiếp tục chờ xem nhé.